Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay, thứ Bảy ngày 21 tháng 4 của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, nhà lãnh đạo giản dị và liêm khiết. Nhiều hoạt động diễn ra trong ngày khai mạc lễ hội dân gian Phù Hiến. Xã Hạ Lễ, huyện Ân Thi đón bà công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Xã Bình Minh, huyện Khoai Châu trồng dược liệu cho thu nhập cao. Vẫn còn tình trạng học sinh không nghiêm chỉnh chấp hành luật giao thông. Thưa quý vị và các bạn, ngày 20 tháng 4, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chính phủ đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về cơ chế chính sách liên quan đến lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Bùi Thế Cử, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Trong giai đoạn vừa qua, hệ thống pháp luật trong đầu tư xây dựng đã ngày càng được hoàn thiện, góp phần tăng cường hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước, tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, thuận lợi, chất lượng công trình được nâng cao. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều vướng mắc khó khăn cần phải có giải pháp tiếp tục tháo gỡ, như kế hoạch đầu tư công trung hạn chưa thống nhất, chưa kế thừa lẫn nhau với kế hoạch tài chính 5 năm và kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 3 năm. Thời gian chuẩn bị đầu tư tính đến thời điểm khởi công của dự án sử dụng vốn công thường kéo dài, đặc biệt là dự án quy mô lớn, yêu cầu kỹ thuật phức tạp, tiến độ đền bù giải phóng mặt bằng, thời gian quyết toán vốn dự án hoàn thành của nhiều dự án bị kéo dài. Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, thời điểm này, các hoạt động đầu tư xây dựng chịu sự điều chỉnh của 12 luật khác nhau và rất nhiều nghị định, thông tư hướng dẫn của các bộ ngành. Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành địa phương trong cả nước cần tập trung tháo gỡ những khó khăn làm ảnh hưởng đến chất lượng xây dựng, tiến độ xây dựng, giải ngân vốn đầu tư, trước hết là về thể chế, cần sửa đổi bổ sung những điều cụ thể và nhìn nhận mạnh dạn chỉ ra khâu yếu, thủ tục rườm rà. Nằm trong chuỗi các hoạt động của Lễ hội Văn hóa Dân gian Phù Hiến hưởng ứng Năm Du lịch Quốc gia 2018 Hạ Long, Quảng Ninh, sáng nay, Câu lạc bộ Cổ ngoạn Phù Hiến đã tổ chức khai mạc trưng bày, triển lãm cổ vật tại Bảo tàng tỉnh. Tới dự buổi khai mạc có đồng chí Đặng Minh Ngọc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh. Triển lãm trưng bày trên 500 cổ vật tiêu biểu đa dạng về niên đại, phong phú về chất liệu chủng loại như trống đồng Đông Sơn có niên đại từ 2000 đến 2500 năm. Nhiều công cụ lao động, công cụ sinh hoạt bằng đồng, gỗ, gốm, sứ thời kỳ Lý, Trần, Lê, Nguyễn được lựa chọn từ các hiện vật của Bảo tàng tỉnh và các cổ vật thuộc các bộ sưu tập của 42 hội viên trong câu lạc bộ Cổ ngoạn Phù Hiến. Các cổ vật đã cho thấy sự sáng tạo độc đáo, khéo léo, tài hoa, đạt mức tinh xảo của nghệ nhân xưa. Qua hoạt động này nhằm khẳng định vốn di sản văn hóa phong phú đa dạng và truyền thống văn hóa lịch sử lâu đời của vùng đất Hưng Yên, góp phần tuyên truyền giới thiệu rộng rãi cổ vật Hưng Yên đến công chúng trong và ngoài tỉnh. Sáng nay, tại khuôn viên Ban Quản lý Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Phù Hiến, buổi lễ khai mạc hội thi cầu kiều kéo co, nhảy bao bố, thi truyền tranh và liên hoan sáu diều đã được tổ chức. Tới dự có đồng chí Đặng Minh Ngọc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, các đồng chí lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố. Những trò chơi dân gian náo nhiệt hấp dẫn đã trở thành dấu ấn đậm nét tại lễ hội, trở thành nét đẹp văn hóa dân gian của lễ hội văn hóa dân gian Phù Hiến. Lễ hội văn hóa dân gian Phù Hiến năm 2018 tiếp tục với ý nghĩa đó. Các trò chơi cầu kiều, kéo co, nhảy bao bố, thi chuyển nhanh, thả sáu diều một lần nữa được tổ chức, thu hút sự tham gia sôi nổi của không chỉ các đơn vị đăng ký tranh tài mà còn của các du khách xa gần về tham dự. Các trò chơi được thiết kế trải đều xung quanh khu vực Hồ Bán Nguyệt và khuôn viên Ban Quản lý Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Phù Hiến từ ngày 20 tháng 4 đến ngày 23 tháng 4, tạo không gian sôi động, thu hút nhân dân và du khách đến với lễ hội. Trong ngày khai mạc, đã có 16 đơn vị trên địa bàn thành phố đã quy tụ về tranh tài trong phần thi nhảy bao bố. Kết thúc buổi thi, ban tổ chức đã trao một giải nhất, một giải nhì và một giải ba cho các đơn vị thể hiện xuất sắc. Cũng trong ngày diễn ra lễ hội, trên 400 tác phẩm sinh vật cảnh nghệ thuật và hàng nghìn cây cảnh thương mại từ nhiều nơi trong và ngoài địa bàn thành phố Hưng Yên được trưng bày. Đây là kết tinh của niềm đam mê, tài hoa, sự cần cù sáng tạo mà các nghệ nhân đã tạo nên. Các trò chơi văn hóa dân gian, những không gian trưng bày sẽ diễn ra đến hết ngày 23 tháng 4, ngày cuối cùng của lễ hội văn hóa dân gian Phù Hiến năm nay. Sáng nay, xã Hạ Lễ, huyện Ân Thi tổ chức lễ đón nhận bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Tới dự có đồng chí Phạm Thị Tuyến,
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Giai đoạn 2011-2016, xã Hạ Lễ đã huy động được trên 150 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới, trong đó nhân dân đóng góp ủng hộ trên 90 tỷ đồng. Các trường học, trạm y tế, trụ sở làm việc được xây dựng khang trang, thu nhập đầu người trong xã hiện đạt trên 37 triệu đồng một người trên năm. Tỷ lệ hộ nghèo toàn xã giảm xuống còn 2,21%, 7 trên 7 thôn trong xã đạt danh hiệu làng văn hóa. Công tác an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội luôn được giữ vững và ổn định. Tháng 8 năm 2016, xã đã hoàn thành 19 trên 19 tiêu chí nông thôn mới. Tại buổi lễ, đồng chí Phạm Thị Tuyến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã trao bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới cho xã. Nhân dịp này, nhiều tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng nông thôn mới của xã giai đoạn 2011-2016 được Ủy ban Nhân dân xã khen thưởng. Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 20 năm ngày mất của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và đón nhận bằng công nhận di tích quốc gia khu tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, nhà lãnh đạo giản dị và liêm khiết. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Đồng chí Nguyễn Văn Linh được lãnh đạo Đảng và Nhà nước, lãnh đạo ngành và lãnh đạo các địa phương cũng như những người gần gũi đồng chí đều đánh giá Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh là một tấm gương mẫu mực về trung thành, xả thân vì sự nghiệp giải phóng miền Nam, vì độc lập và hạnh phúc của nhân dân, sống trung thực, giản dị, liêm khiết, không ưa danh lợi, địa vị, ghét xu nịnh phô trương, xa hoa lãng phí, tham nhũng. Đồng chí Nguyễn Văn Linh thường lên án tình trạng nhà dột từ nóc. Các cán bộ phục vụ đồng chí Nguyễn Văn Linh kể lại. Trên cương vị là Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nhưng đồng chí Nguyễn Văn Linh đã bỏ việc dùng chuyên cơ nếu công việc không cần thiết, không cho xe hú còi dẹp đường trong thành phố. Đi công tác nước ngoài, đồng chí tự tay duyệt danh sách cán bộ đi kèm. Đi công tác trong nước, đồng chí Nguyễn Văn Linh chỉ đạo dùng xe chung, tránh tình trạng mỗi bộ phận một xe, làm giảm đáng kể số lượng xe trong việc tham gia phục vụ chuyến đi của lãnh đạo Đảng và Nhà nước. Khi ra Hà Nội đảm nhận chức vụ Tổng Bí thư từ tháng 12 năm 1986, đồng chí Nguyễn Văn Linh ở một mình mà không mang theo vợ con đi cùng. Vợ và các con của đồng chí vẫn ở tại thành phố Hồ Chí Minh. Đồng chí Nguyễn Văn Linh còn được biết đến là một nhà lãnh đạo liêm khiết. Gia đình đồng chí có mức sống trung bình như bao gia đình cán bộ công chức khác, không có tài sản và của cải để dành. Khi làm Tổng Bí thư cũng như cho đến lúc nghỉ hưu, đồng chí thường ăn mặc giản dị. Đồng chí cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh cũng là nhà lãnh đạo không ham muốn quyền lực, làm Tổng Bí thư khóa 6 trong điều kiện sức khỏe còn cho phép, nhưng đồng chí kiên quyết không tái cử nhiệm kỳ 7. Mặc dù đồng chí được nhiều đoàn đại biểu tham dự Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 7 tiếp tục giới thiệu đảm đương chức vụ Tổng Bí thư, nhưng đồng chí kiên quyết xin thôi không tham gia Ban Chấp hành Trung ương khóa 7. Trước đó, nhiều đồng chí trong Bộ Chính trị, trong Ban Chấp hành Trung ương vận động đồng chí tham gia khóa 7, nhưng đồng chí Nguyễn Văn Linh đều lấy lý do sức khỏe để xin không tham gia Ban Chấp hành Trung ương. Đồng chí nói, tôi đã ngoài 70 tuổi rồi, làm nữa khó tránh khỏi sai sót. Chương trình xin được chuyển sang những thông tin về kinh tế. Xã Đình Cao, huyện Phù Cừ đang tích cực tuyên truyền vận động người dân chuyển đổi đất lúa kém hiệu quả sang các loại cây ăn quả có giá trị cao. Đến nay, xã đã có tất cả 23 hộ chuyển đổi và cho thu lãi từ 250 đến 350 triệu đồng. Cuối năm 2017, xã Đình Cao đã chuyển đổi được 5 hectare đất lúa sang trồng các loại cây ăn quả như nhãn, bưởi, cam. Điển hình như hộ chị Nguyễn Duy Hường, gia đình chị mạnh dạn chuyển đổi 3 mẫu đất trồng lúa năng suất thấp sang mô hình VEC. Nhận thấy hiệu quả kinh tế đem lại, chị tiếp tục mở rộng thêm 7 mẫu nuôi cá, kết hợp trồng cây ăn quả. Mỗi năm mô hình VEC cho gia đình chị thu lãi từ 250 đến 350 triệu đồng.
Ngoài ra còn có hộ anh Nguyễn Xuân An chuyển đổi với diện tích 5 mẫu đất cũng cho thu lãi được trên 200 triệu đồng mỗi năm. Nhằm hỗ trợ khuyến khích các hộ dân tại địa phương chuyển đổi, thời gian qua, xã Đỉnh Cao đã phối hợp với các ngành chức năng mở các lớp tập huấn chuyển giao kỹ thuật, đồng thời tạo điều kiện để các hộ tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi để phát triển sản xuất. Nhiều năm nay, xã Bình Minh, huyện Khoai Châu phát triển trồng cây dược liệu đem lại hiệu quả kinh tế khá. Hiện toàn xã có 80 mẫu trồng cây dược liệu. Ngoài ra, người dân còn thuê ruộng tại những địa phương lân cận và vùng bãi ven sông Hồng để canh tác. Các loại cây dược liệu chính được trồng như địa liền tam thất, bạch chỉ, bạch chuột nam. Những loại cây dược liệu này thường được trồng từ 6 tháng đến 1 năm cho thu hoạch. Sản phẩm đều được các cơ sở chế biến thu mua. Với giá bán của địa liền tươi là từ 13 đến 14 nghìn đồng một kg, tam thất từ 13 đến 14 nghìn đồng một kg, bạch chỉ 20 nghìn đồng một kg. Trừ chi phí, mỗi sào trồng dược liệu, bà con cho thu lãi từ 10 triệu đến 15 triệu đồng. Nắm bắt nhu cầu thị trường, những năm gần đây, ông Nguyễn Thế Tuân, thôn Lệ Chi, xã Thủy Lôi đã mở rộng diện tích trồng hoa loa kèn mang lại hiệu quả kinh tế cao. So với những loại hoa khác, loa kèn là cây ít sâu bệnh. Sau 7 tháng, cây bắt đầu cho thu hoạch và thường chỉ tập trung vào tháng 4. Năm nay, ngoài diện tích hoa loa kèn ra, ông Tuân còn trồng thêm giống hoa loa kèn tàu với diện tích khoảng 5 sào và sẽ cho thu hoạch trong đúng dịp lễ 30 tháng 4 cho đến hết tháng 5. Tùy thuộc vào số độ hoa, mỗi cành có giá bán từ 2.500 đến 4.500 đồng. Vụ hoa loa kèn năm nay, trừ chi phí, ông Tuân thu lãi trên 200 triệu đồng. Cựu chiến binh Nguyễn Hữu Tiến, thôn Đống Long, xã Hùng An, huyện Kim Động, 15 năm nuôi ong lấy mật và thu lợi nhuận cao từ mô hình này. Đặc biệt năm nay, sản lượng mật cho thu nhiều gấp 2 lần so với năm ngoái. Với số lượng trên 400 đàn ong ý đạt ở nhiều địa điểm khác nhau là Khoái Châu 300 đàn, Kim Động 126 đàn, trước khi đưa ong về đặt ở hai huyện trên, cũng với số đàn ong đó, ông Tiến đã đặt và lấy mật ong hoa nhãn tại sông Mã. Theo cựu chiến binh Tiến cho biết, năm nay nhãn sai hoa, lượng mật của đàn ong cũng cho nhiều hơn gấp 2 lần năm ngoái, do đó hiệu quả kinh tế đem lại cho người nuôi cũng cao hơn nhiều. Từ số ong này, tại mỗi điểm ong quay được 5 cầu và đạt tổng sản lượng trên 7 tấn mật. Với giá bán cho các thương lái trong tỉnh từ 90 đến 100 nghìn đồng 1 kg, vụ nhãn năm nay ông thu khoảng 700 triệu đồng. Thời gian qua, bãi tập kết và chôn lấp rác thải xã Dị Sử, huyện Mỹ Hào gây ô nhiễm môi trường không khí, khói bụi vào khu công nghiệp Thăng Long 2. Bãi tập kết rác được đưa vào sử dụng năm 2003, có diện tích rộng 10 ha. Mục đích ban đầu là bãi tập kết, chôn lấp rác thải sinh hoạt của xã Dị Sử. Tuy nhiên, trong 3 năm trở lại đây, kể từ khi tuyến đường nối từ quốc lộ 39 vào khu đô thị Thăng Long được làm mới, có điểm cuối là vị trí bãi rác, làm cho lượng rác đổ về đây tăng đột biến, trở thành điểm đổ rác thải của nhiều địa phương, không chỉ riêng của xã Dị Sử. Trong khi khu công nghiệp Thăng Long 2 nằm tiếp giáp với bãi rác nên bị ảnh hưởng ô nhiễm môi trường không khí và khói bụi do đốt rác gây ra. Thời gian gần đây, nhiều hộ dân ở thôn Minh Lý, xã Hoàng Hoa Thám, huyện Ân Thi đã phải sống chung với mùi hôi thối, nồng nặc từ bãi rác tự phát và quá tải. Bãi tập kết rác thải sinh hoạt của thôn Minh Lý nằm ngay cạnh đường giao thông của thôn, được hình thành từ năm 2006 do một số người dân đào hố để chứa rác. Sau đó, người dân mang rác ra đổ thành bãi tập kết rác của thôn. Qua thời gian, bãi rác ngày một nhiều lên dẫn đến quá tải và tràn cả ra đường. Rất nhiều các loại rác thải được vứt ra đây, phân hủy, bốc mùi hôi thối đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người dân sống gần khu vực bãi rác. Ở ngay cửa nó đưa vào nhà hôi thối, gia đình nhá, không thể nào sống nổi được. Lắm lần còn phải chạy, muốn chạy vào trong làng để trú chân trọ. Nhà cô ốm yếu còn hai cháu nhỏ suốt ngày ho. Thế mà khi mỗi khi mà các ông thợ rác này còn đốt về gió lồm ấy, còn đốt gió khói vào trong nhà tôi không thở nổi được nữa. Đấy cho nên là nhà bây giờ ốm yếu, độc người ốm yếu thôi. Việc bày bán tràn lan thực phẩm, đồ ăn vặt trước cổng trường học không chỉ tạo thói quen xấu cho học sinh, mà còn là vấn đề đáng lo ngại về sức khỏe khi các em là đối tượng tiêu thụ những sản phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ. Đây là hình ảnh chúng tôi ghi lại được tại cổng trường trung học cơ sở Đông Kết, huyện Khoái Châu. Đồ ăn sáng, quả vặt được bán ngay tại cổng trường, rất tấp nập. Còn đây là hình ảnh phóng viên ghi hình tại một trường học trên địa bàn huyện Kim Động.
Bất chấp cổng khóa, học sinh nam thì vượt tường rào để mua đồ ăn vặt, hàng hóa còn được bán vào trong trường qua lỗ thoáng của tường rào. Và chỉ cần có cầu thì ắt có cung. Mặt hàng được bán ở các cổng trường học không chỉ có xôi, bánh mì mà còn xuất hiện nhiều quà vặt với hình thức bắt mắt, với tên gọi hấp dẫn như vòi rồng, nem tôm, mì ý, cá viên, trà sữa chân châu, chỉ với giá từ 2.000 đến 5.000 đồng, không rõ nguồn gốc xuất xứ, chất lượng về an toàn thực phẩm và hạn sử dụng. Để đảm bảo sức khỏe cho các em học sinh, các ngành chức năng cần tăng cường kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm tại các cửa hàng bán ở cổng trường học. Nhà trường và phụ huynh cũng cần tuyên truyền giáo dục để các em tránh xa thực phẩm có hại cho sức khỏe, không rõ nguồn gốc xuất xứ. Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây, tại nút giao giữa đường DH11 với DH12 qua xã Đình Dù thường xuyên xảy ra tình trạng ùn tắc và va chạm giao thông. Cảnh tượng ùn tắc giao thông xảy ra tại đây chủ yếu vào giờ buổi sáng, trưa và chiều tối. Có những hôm tình trạng ùn tắc giao thông kéo dài tới cả tiếng đồng hồ. Nguyên nhân là do lưu lượng phương tiện giao thông trốn trạm thu phí số 1 quốc lộ 5 đi qua đây quá lớn. Trong đó, có nhiều xe tải lớn đã làm cho nút giao này trở nên phức tạp. Không chỉ ùn tắc giao thông mà tại nút giao này còn thường xuyên xảy ra các vụ va chạm giao thông mà nguyên nhân là do tầm nhìn bị che khuất bởi trạm điện nằm ngay khu vực ngã ba. Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại khu vực trên, huyện Văn Lâm cần có giải pháp khắc phục tình trạng trên. Trước mắt cần kết hợp với ngành điện sớm di rời trạm điện để tránh va chạm giao thông xảy ra. Trong tuần, tại trường tiểu học Mai Động, huyện Kim Động, Ban An toàn Giao thông tỉnh phối hợp với Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải Việt Nam đã tổ chức chương trình tập huấn kỹ năng ứng phó, tai nạn, gây thương tích và phòng chống đuối nước cho học sinh. Trung bình mỗi năm trên địa bàn tỉnh có 25 trẻ em tử vong do tai nạn đuối nước. Ngoài những nguyên nhân khách quan, còn có nguyên nhân do nhận thức của cha mẹ và bản thân trẻ ý thức chấp hành về an toàn giao thông và kỹ năng phòng chống đuối nước của trẻ em còn thấp. Tại buổi tập huấn, các phụ huynh, thầy cô giáo và các em học sinh đã được giới thiệu hướng dẫn một số kỹ năng phòng chống đuối nước và tai nạn thương tích trẻ em. Qua lớp tập huấn nhằm trang bị cho phụ huynh học sinh và cán bộ giáo viên trên địa bàn những kiến thức kỹ năng cơ bản trong công tác phòng chống tai nạn thương tích đuối nước cho trẻ em, nhất là khi dịp nghỉ hè đang đến gần. Tình trạng học sinh vi phạm luật giao thông không thuyên giảm và đang có xu hướng gia tăng. Đặc biệt là các em học sinh đi xe đạp điện, xe máy điện vẫn không chấp hành việc đội mũ bảo hiểm. Đó là thực trạng đang diễn ra ở nhiều tuyến đường giao thông trong tỉnh. Mặc dù lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã nhiều lần ra quân xử lý và nhắc nhở các em học sinh chấp hành pháp luật về giao thông, nhưng chỉ được một thời gian các em nghiêm chỉnh chấp hành xong lại tiếp tục vi phạm. Các lỗi vi phạm chủ yếu là không đội mũ bảo hiểm khi điều khiển xe máy và xe đạp điện và điều khiển xe mô tô đến trường. Thậm chí, nhiều trường hợp chở ba dàn hàng ngang nô đùa trên đường. Điều đáng nói, nhiều trường học vẫn thường xuyên phối hợp với lực lượng chức năng để tuyên truyền luật giao thông cho các em học sinh, nhưng xem ra không hiệu quả khi các em vi phạm ngay trong sân trường cũng như tại cổng trường học. Trong khi đó, đã có không ít vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến các em học sinh xảy ra trong thời gian qua đã để lại những hậu quả vô cùng to lớn cho gia đình và xã hội. Lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh Hưng Yên tôi đã xây dựng một cái kế hoạch riêng về đảm bảo an toàn giao thông cho trẻ em và học sinh trong các cái trường. Tuy nhiên thì cũng vẫn còn xảy ra những trường hợp là học sinh vẫn đi hàng ngang hàng ba và vẫn không đội mũ bảo hiểm, và cũng còn cái trường hợp là chở ba. Trước tình trạng trên thì chúng tôi đề nghị trước hết là các cấp chính quyền địa phương nên vào cuộc và tuyên truyền nhắc nhở cho từ các cơ sở và các gia đình, đề nghị các cái trường học phải tuyên truyền cho tất cả các học sinh có những cái biện pháp và có những xử lý kỷ luật đối với tất cả những hành vi vi phạm về pháp luật giao thông. Tình trạng học sinh vi phạm luật giao thông đường bộ vẫn không thuyên giảm. Đến thời điểm hiện nay, vẫn chưa có giải pháp thực sự hiệu quả để các em chấp hành tốt luật giao thông.
Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, tránh tai nạn xảy ra, bên cạnh những giải pháp chế tài mà ngành chức năng đang làm, cùng những hình thức mà các nhà trường áp dụng, thì ý thức của các em khi tham gia giao thông, chấp hành luật giao thông cần được nâng cao. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình thời sự tối mai của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên, ngoài các tin tức thời sự diễn ra trong ngày, chương trình có những nội dung đáng chú ý sau đây. Đảng viên chi bộ Xuân Tràn, xã Đồng Than, huyện Yên Mỹ tích cực khiến đất làm đường. Toàn tỉnh có trên 220 ha trồng rau và cây ăn quả được cấp giấy chứng nhận Việt Gáp. Anh Hoàng Anh Đào ở thị trấn Vương, huyện Tiên Lữ tích cực hiến máu tình nguyện. Kính mời quý vị và các bạn chú ý đón xem.